Đây là cái công tác chuẩn bị cho mình đi lấy trứng nha các bạn. Thì mình chuẩn bị cái thau với lại mình cái miếng vải để cho trứng nó đừng có bể thôi. Rồi do bữa nay là gần cuối mùa rồi nên trứng nó không có nhiều nên mình bữa hôm mình thấy nó có ổ nó đẻ, bữa nay chắc nó ấp rồi. Mình ra mình lấy vô mình gửi cho con gà nó ấp hoặc là má ấp cũng được nữa. Thì mình chuẩn bị cái thau như thế này rồi bắt đầu mình đi đi lấy trứng. Ngoài này là cái chỗ nuôi con giống của mình với con hậu bị. Đây, đây. Đây. Đi qua đó. Đây là cái chuồng hậu bị của mình ha. Chuẩn bị cho con giống năm sau. Sở dĩ mình chuẩn bị cầm cái cây như thế này á, để mình chọc cho nó ra, tại vì cái con nó đẻ nó dữ lắm, chọc cho nó bay ra để mình lấy trứng á, rồi nó cắn á. Thì đây, mấy con hậu bị của mình nha. Để chút mình sẽ quay cận cảnh hơn mấy con hậu bị cho các bạn xem. Giờ mình đi lấy trứng. Đây mấy con hậu bị nè. Chuẩn bị cho mùa sau nha các bạn. Bữa trưa nắng nó trốn hết này, nó trốn trong mấy gốc cây đó, mấy bụi này bụi kia đó, động ổ là nó la dữ rồi. Bây giờ mình đi lấy trứng thôi, chút nữa mình quay chi tiết hơn về mấy con hậu bị này. Thì bữa hôm mình thấy ổ này nó đẻ này, ổ này, khoan khoan nữa này. Thì mỗi người có mỗi cái cách làm tổ riêng, thì mình hơi bị lười nên mình lấy cái này là cái khạp á, kêu bằng cái khạp á, mình đặt làm nghiêng xuống, chặt gạch cái này ra, cái khạp đây 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 là cái khạp mà gọi là khạp da bò của mình đó. Đó mình đặt cái nằm nghiêng xuống, có người thì người ta xay. Rồi mình làm thêm cái miếng con như thế này để mưa cái gió hướng ngược lại nó nước không có vô được. Bắt đầu mình về vô cổ. Vô cổ nè. Đây. Còn. Rồi các bạn thấy nó lè lè không? Thấy nó lè lè nó đang ấp không? Đây, nó đang ấp, nó dữ lắm đó. Đó. Bắt đầu mình chọc cho nó ra để mình lấy trứng đó. Chọc nó ra, chừng bể trứng nè. Thử chọc chọc cho nó ra, bắt nó được không? Đỡ miếng to lên. Nó dữ lắm mấy à. Dừng bể trứng nha. Qua hướng kia đi. Ừ đúng rồi. Ờ. Dở, đẩy miếng to vô. Đẩy vô. Chọc nó được không? Cái đó chọc được không? Đây. Chọc, đó. Khoan. Chọc cho nó ra ngay, dừng bể trứng nha. Nó dữ lắm. Nó cái chừng bể trứng khều khều, nó chụp cái đầu nó. Rồi lấy cái tay cho nó cắn vài cái đi, cắn nó có đau đâu. Đau chụp cái đầu nó lôi nó ra. Ồ nó dữ lắm,
Bình thường con la le nó rất là nhán nha các bạn, khi mà nó đẻ nó dữ lắm, coi chừng bể trứng đó nha. Khều khều nó ra, khều khều nó. Đó 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 nó bay ra. Ồ. Ồ nó đi một cặp như thế này nè, con trống đó. Hay là con mái nè. Khi mà con mái đang ấp thì con trống nó dần dần mấy gần mấy cái ổ nó vậy đó. Đó. Thì nó thấy mình lấy trứng đó là nó nhào lên nó đá mình luôn á, lấy trứng đó mày, lấy trứng. Hay để điếm ổ này như trứng. Đây kìa. Ổ ổ. Chị hay nó lên chị ơi. Kệ nó không sao. Nó sùng lông lên vậy. Rồi rồi lấy đi. Từ từ nha, một quả. Ba quả. Cắn đít mình nghĩ nó bay lên rồi. Để đây. Mình bị cắn hoài nên mình rút kinh nghiệm. 6 quả. Chín quả. Còn hết. Hết đúng không? Đây nó đây. Đó, nó là tới cái bên này nè. Thấy chưa? Nó dữ lắm. Đó. Hùng lắm. Xích vô mát này để trứng xích vô mát nha. Để trứng xuống mà nó thấy trứng nó cũng quay lên nó đá dữ nữa. Rồi. Sau khi mình lấy trứng vô thì mình tiến hành mình gửi vô cho con gà nó đang ấp luôn các bạn. Bỏ vô trứng luôn. Đây. Có con gà mái đang ấp. Này do gần cuối mùa nên mình cũng không có ghi ngày tháng chi. Tiếp tục là mình thăm mấy cái ổ kia coi nó có ổ nào nữa không. Đây là cái máy ấp của mình, vào mùa trứng nhiều thì mình dùng cái máy ấp nó đạt hơn con gà. Đây. Rồi con này đang ngắp ổ này. Rồi đây là cái ổ này. Cái ổ này hôm qua mình thấy nó kẻ mỏ, hôm nay chắc nó nở rồi. Đây, ổ này đang nở. Hai. Đâu. Ba. Bốn. Đây. Thì mấy con lê con nó mới nở các bạn. Còn ướt lông. Con này thì mình có ghi ngày tháng. Ghi ngày tháng như đây, ngày 31. Thì cái trứng này nó đang kẻ mỏ. Chuẩn bị nở. Chuẩn bị xuống ổ này. Thì mình cho gà ấp như vậy thì mình tiết kiệm được điện hơn. Mình ấp máy cũng được. Ấp máy các bạn nào mà thông thạo về cái thông số máy thì mình sử dụng nó hiệu quả hơn con gà. Bởi vì con gà nó ấp số lượng có giới hạn thôi, nhưng mà nhầm con nó ngu á thì nó nằm hoài trứng nó bị hư nhiều. Còn cái máy thì mình làm chủ động hơn. Cái trứng này chắc nửa sao.